Chào anh chị, về tin đồn một vị chủ tịch tập đoàn bị cấm xuất cảnh sau FLC và Tân Hoàng Minh. Hàng trăm anh chị đã gửi cho tôi email và hỏi thăm về tin đồn này, một tin đồn mà rộ lên trên mạng xã hội sáng hôm nay. Biết yêu cầu bức thiết của anh chị vì tập đoàn đoàn này có liên quan đến sàn chứng khoán, nên chúng tôi đã cất công tìm hiểu và xin trả lời với anh chị và mọi người rằng tin đồn này là không đúng, vì chủ tịch vẫn hoạt động bình thường và tuần sau sẽ có chuyến công tác nước ngoài theo là mời của một tập đoàn nước ngoài đã lên lịch sẵn. Và tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường, xin mọi người hãy an tâm. Rất khác với FLC và Tân Hoàng Minh bởi các lẽ sau. Chúng ta biết rằng các vụ án hay là các vụ điều tra hình sự đều bắt đầu từ tin báo tội phạm. Tin báo tội phạm xuất hiện dưới dạng đơn thư theo đúng tố tụng, các ý kiến trên mạng xã hội và trên báo chí. Và hiện nay chúng tôi quan toàn không có một tin tức gì tiêu cực về tập đoàn này, mà tin tức đều bình thường. Anh chị hãy an tâm. Về FLC, chúng tôi biết rằng khi cơ quan điều tra khởi tố và bắt anh Trịnh Văn Quyết là bởi có hơn 500 thư tố cáo về việc anh Quyết là thao túng và gian lận trên cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Về Tân Hoàng Minh cũng vậy, nhưng mà là vấn đề trái phiếu. Còn tập đoàn mà tin đồn sáng nay vừa nêu thì vẫn hoạt động bình thường. Và chúng tôi có trao đổi với nhiều vị lãnh đạo và khẳng định rằng không có chuyện nhà nước, Bộ Công an đang tiến hành điều tra các nhà doanh nghiệp, hoàn toàn không hề có. Tất cả đều theo đúng quy trình, tin báo tội phạm và tập đoàn này không hề có vấn đề gì. Còn mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Xin cảm ơn anh chị, các anh chị.